Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong các clip về cái phần sách bài tập, ôn tập chương cũng như là cái bài 8 thì thầy đã up hết trên kênh chính cho các em. Còn nói về phần ôn tập học kỳ 2 cũng như là cái đề thi học kỳ 2 và đề tuyển sinh của năm ngoái thì các em cứ vào kênh của thầy để các em xem, để tham khảo một số đề. Năm ngoái thầy quay cho các em cũng rất là nhiều đề tuyển sinh với lại đề thi học kỳ 2 là 2 đề. Và đề thi tuyển sinh vào năm đó là năm 2017 và 2018, được chưa nào? Thì các em cứ vẫn vào tham khảo bình thường em ạ, chứ cũng chẳng có gì gọi là mất cái đi cái giá trị của nó vẫn còn nguyên cái giá trị đó, được chưa? Như vậy thì trong cái năm học này thì thầy sẽ tiếp tục ra cho các em một vài đề thi kỳ 2 nữa của một số tỉnh, thầy cho thầy bí mật một xíu nha, và một số trường trung học cơ sở và thầy lựa chọn để mà cho các em tham khảo, chứ mà thực sự là cũng không biết được cái đề của tỉnh của em ra ở chỗ nào đâu các em. Mà ở đây thầy chỉ đưa ra cái đề để chúng ta mang tính chất là tham khảo. Chúng ta cảm thấy hay thì cho em cho thầy một like các em nha. Ok. Như vậy thì bây giờ thầy cũng giống như các khối kia thì thầy cũng sẽ quay cho các em ở cái phần trắc nghiệm. Trắc nghiệm này nó chiếm tới 6 điểm nha. Nha. Nó gồm tới 24 câu. Đây, gồm có hai tờ này các em, hai tờ nha. Trắc nghiệm thầy in ra một tờ này. Đây, bây giờ thầy sẽ quay cho các em ở cái đề này để các em làm trước. Rồi các em mới bật lại video thầy để các em xem để cái cách trình bày cũng như là cái đáp án nó có chính xác với các em hay không. Chứ chúng ta đừng xem thầy giải trước mà các em tự làm trước đó. Bây giờ thầy quay này, cứ các em bấm tới đâu là các em làm tới đó. Để coi ví dụ câu 1 các em chọn đáp án gì, câu 2 các em chọn đáp án gì. Ở đây cái câu 2 này các em, ở đây là x này là thuộc R nha. Mấy cái này là chính là R. Do trong quá trình in nó bị lỗi các em nha. Câu số 3 này, số 5, thấy chưa nào? Ok. Thấy rất là rõ đúng không? Số 7. Đó, cứ mỗi lần ấy thì khi người ta giải thì chúng ta sẽ bấm dừng lại. Dừng lại. Để chúng ta làm. Ta công mùng 1 rồi nha. Được chưa? Thầy sẽ lật qua. Đây là cái tờ trắc nghiệm nha. Câu 12 này. Bắt đầu từ câu 13, thấy chưa? Cái này là góc này các em, góc C, góc D. Rất dài các em ơi. Quá dài các em. Làm trong vòng 90 phút thôi nha. 6 điểm là trắc nghiệm và 4 điểm là tự luận, tùy theo cái thang điểm của từng tỉnh các em ạ. Có tỉnh thì đề là sở ra, cũng có tỉnh thì đề của phòng ra các em ạ. Như ở tỉnh của thầy vậy á, ở tỉnh Gia Lai thầy dạy thì một số năm trước em là đề của sở giáo dục ra. Sở ra nghĩa là gì? Nghĩa là cả cái tỉnh đó là làm chung một đề. Còn một số năm gần đây á thì phòng ra. Phòng ra nghĩa là chỉ có cái huyện nó làm cái đề thôi, chứ không phải là cả tỉnh. Các em hình dung thế. Sở ra nghĩa là cả tỉnh làm, mà huyện ra chỉ có phòng, nghĩa là chỉ có cái những cái trường trên địa bàn huyện nó làm thôi. Đây là câu 24 này các em, được chưa? Thầy quay luôn cả phần tự luận để các em làm luôn nha. Rồi sau đó thầy sẽ giải để các em đối chiếu cái kết quả. Cái bài 1 người ta hay ra lắm các em nhé. Bài 1 á, cứ tìm tham số theo tham số M, nhưng mà nó có nhiều dạng lắm em, nhiều cái câu hỏi theo cái kiểu đó, nên chúng ta phải cần phải mua sách nâng cao thêm để chúng ta làm. Bài số 2, bài số 3, đặc biệt là bài số 3 và tổng hình, chúng ta cần phải sức lưu ý. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm được không nào? Trong quá trình học thì các em cảm thấy hay, dễ hiểu thì nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng giúp thầy các em nhé. Ok. Ta bắt đầu nha. Rồi, thì cũng giống như các bạn lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì những câu nào dễ thì thầy sẽ khoanh trực tiếp ở trong trong bài làm luôn, còn những cái câu nào khó thì thầy sẽ làm trực tiếp ở trên tờ giấy này. Ta thống nhất như vậy nha. Chúng ta sẽ đi sang câu số 1. Câu số 1 nghĩa là mỗi câu ở đây là được bao nhiêu điểm nha em? 0,25 điểm đấy, tại vì 6 câu mà tại loại 6 điểm mà 24 câu thì mỗi câu là 0,25 điểm.
Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất? Có nghiệm duy nhất em. Như vậy thì ở đây các em nhìn nè, để ý xem này, chúng ta này, đây các em thấy nè, 3x trừ y, ở đây 3x trừ y, nghĩa là a với cái hệ số a và b đây giống nhau này, a đây là 3 này, b đây trừ 1, mà c đây là 3, mà c đây là âm 1, chứng tỏ này là vô nghiệm này. Các em hiểu nè, ở đây cũng vậy, giống nhau này, mà đây 3, ở đây 1, chứng tỏ cái câu a và câu b này đều vô nghiệm. Các em hiểu chưa nào? Còn ở đây các em để ý nè, nhìn thôi nè, ở đây 3, ở đây âm 1, mà đây 6, đây 2, 6, 2, 6, thấy không? 6, 2, 6 thì ở đây người ta chia cho 2, thì ở cái phương trình kia, phương trình này thì viết là 3x trừ y bằng 3, còn đây sẽ là 3x trừ y bằng 3, có thấy không nè? Thì cái này là vô số nghiệm này, nghĩa là nó sẽ ra được cái dụ 0x bằng 0, thì cái này là vô số nghiệm. Các em hiểu nè, nhưng ở câu C các em thấy này, ở đây triệt tiêu này, ở đây người ta bảo là có nghiệm duy nhất. Coi này, nếu chúng ta giải ra này, ở đây chúng ta cộng lại thì cái này triệt tiêu thì 6, 3 cộng 3 là 6x nè, 3 cộng cho âm 1 là bằng 2. Ở đây các em ghi lại, thầy không giải ra nhưng mà chắc chắn câu C này sẽ có nghiệm duy nhất. Ví dụ ở đây chắc chắn sẽ là gì, x sẽ bằng là 2 phần 6 nghĩa là 1 phần 3. Các em lấy cái x này các em thế ở chỗ đây thì chúng ta sẽ suy ra được y. Như vậy chứng tỏ cái câu 1 này đó chính là câu đáp án, đó chính là đáp án C, là đáp án đúng. A, B này là vô nghiệm này, còn câu D này là vô số nghiệm này, chỉ có câu C này là có nghiệm duy nhất. Được chưa? Khi làm trắc nghiệm ta phải làm nhanh một chút như vậy, chứ không phải cái nào chúng ta phải đặt bút chúng ta giải chi tiết. Thì thầy nói với em là cỡ 2-4 câu đây mà các em giải chi tiết này nọ thì nó rất là lâu. Có những bài bắt buộc thầy phải giải chi tiết để các em hiểu được, còn có những bài thầy sẽ lập luận ở trên cái đề đó để chúng ta chọn luôn. Các em hiểu chưa nào? Nghiệm tổng quát của phương trình này thì ở đây các em thấy không y rồi nè, như vậy ở đây chắc chắn nó sẽ còn là 20x sẽ bằng 25, thì suy ra x này sẽ bằng 25 chia cho 20 thì bằng 1,25. Như vậy thì x của chúng ta bằng 1,25 và y cái này là thuộc R này. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây các em nhìn nhanh này, đây này, x thuộc R, đây bằng này, thì chứng tỏ chắc chắn là ở đây là các em nhìn thấy có x 1,25 này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn mình thầy đáp án B. Có trắc nghiệm thì trong đó chắc chắn nó sẽ có những câu rất khó và những câu rất là dễ. Các em hiểu chưa nào? Nó bù qua xét lại như vậy nghe. Nha, chứ không phải một câu nào dễ hết mà một câu nào khó hết. Câu số 3 rất là dễ. Phương trình bậc 2 này có nghiệm kép. Nghiệm kép khi mà delta nó như nào? Delta bằng 0. Còn delta, ví dụ ở delta thì chắc chắn ở đây là đáp án A rồi này. Còn lớn 0 này á thì có nghiệm hai nghiệm phân biệt này, nhỏ 0 là vô nghiệm này. Có được chưa nào? Đó, tại vì chúng ta học về cái hệ thức về delta rồi. Đó, biệt thức delta thì chúng ta hiểu rồi. Ta đi sang câu số 4. Hàm số âm x bình phương nghịch biến khi, ở đây các em thấy này, cái hệ số a của nó ấy, ở đây là bằng âm 1, nghĩa là cái hàm số chúng ta có dạng là a bằng x bình phương này. Đó. Như vậy a của chúng ta đây là âm 1. Âm 1 nếu như mà nó cùng dấu ở đây thì nó sẽ đồng biến, mà ngược dấu thì nó sẽ nghịch biến. Các em hiểu không nào? Chứng tỏ nó cùng dấu, nó cùng dấu nghĩa là x nhỏ hơn 0 thì nó cùng dấu. Cùng dấu với âm 1 này thì nó sẽ đồng biến. Còn nó x nó lớn hơn 0 nghĩa là nó trái dấu, nó ngược dấu với a. Tại vì a chúng ta đem là âm 1 mà x chúng ta lớn hơn 0 nghĩa là số dương thì nó sẽ nghịch biến. Em có hiểu không? Hiểu nó nè. Như vậy thì ở đây đó chính là đáp án MA. Ok. Được chưa? Hiểu. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang câu 5. Công thức biệt thức delta của phương trình mẫu ẩn, nó sẽ là gì? B bình phương delta bằng là B bình phương trừ 4A. Câu này thì quá dễ rồi ha. Nhưng mà thì câu số 5 này đó chính là đáp án B. Được chưa?
Chúng ta sẽ đi sang câu số 6 nha. Câu 6. Góc ở tâm là có đỉnh. Góc ở tâm là chắc chắn nó có đỉnh nằm ở đâu? Ngoài đường tròn hay là trong đường tròn? Hay là trùng với tâm đường tròn? Góc ở tâm đây nè. Góc ở tâm thì chắc chắn nó cái góc nó sẽ trùng ở đây này các em. Trùng với tâm này. Như vậy, nằm trên, nằm trong, nằm trùng này, nằm ngoài. Như vậy chắc chắn ở đây nó sẽ là câu câu C. Tại vì góc ở tâm mà, thì góc ở tâm này. Hiểu nè, có những câu thầy nói rất là dễ, chúng ta đọc là chúng ta sẽ chọn được ngay. Rồi, để thầy gấp cái giấy lại cho không. Nó lộn xộn là khiến cho em nó bị mất tập trung ha. Hình nào sau đây không nối tiếp được đường tròn? Không nối tiếp được các em nhé. Như vậy thì ở đây hình vuông có nối tiếp không? Có, chắc chắn hình vuông là nối tiếp rồi. Hình chữ nhật có không? Có ha. Hình thoi, hình thoi, hình thoi thì biết rồi đúng không? Hình thoi có một góc nhọn. Hình thang cân, hình thang cân này chắc chắn có này. Nhưng mà trong đó hình A này, hình vuông này, hình chữ nhật và hình thang cân chắc chắn là gì? Chắc chắn là nối tiếp được đường tròn. Ở đây không nối tiếp được đường tròn được cho, đó chính là gì? Hình thoi có một góc nhọn, được chưa? Rất là dễ. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu số 8. Xác định câu sai. Câu sai không phải câu đúng nha. Em hiểu nè. Trong một đường tròn, các góc nối tiếp cùng chắn một giây. Đây, lưu ý này. Một giây ở trong quá trình chúng ta học á, là cùng chắn một gì? Cung. Cùng chắn một cung thì bằng nhau. Ở đây là bảo là cùng chắn một giây thì bằng nhau. Câu về câu này này. Ta chấm ở đây trước nha. Bây giờ chúng ta đọc tới câu B, câu C, câu D nha. Nên là trong cái quá trình kinh nghiệm làm bài á, thầy nói em rồi, chúng ta làm từ trên xuống dưới. Nhớ vào phần trắc nghiệm. Câu nào các em nghi ngờ mà các em chưa dám chắc á, thì các em nên chấm ở đây. Sau đó chúng ta phải rà soát lại một lần nữa để chúng ta chọn, chứ không tránh sự sai sót. Em hiểu chưa nào? Câu B này. Trong một đường tròn, nếu cung nhỏ có số đo là alpha thì cung lớn có số đo là 360 độ trừ alpha. Câu này chắc chắn 100% là đúng thôi này. Bất kỳ đa giác điều nào cũng có một đường tròn nội tiếp và một đường tròn ngoại tiếp. Đúng, chính xác. Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây cung, vuông góc với dây căn cung ấy và ngược lại. Đúng rồi, cái này là chúng ta được học rồi. Chứ chắc chắn như vậy thì câu sai đây sẽ là gì? Câu A này ha. Tại vì câu B, câu C, câu D là nó đều chính xác rồi các em ạ. Chúng ta sẽ đi sang cái câu số 9 nha. Câu số 9 nha. Cho đường tròn tâm O bán kính R, nếu tăng R, đây là 1,2 lần, thì diện tích hình tròn tăng bao nhiêu? Các em biết diện tích hình tròn tâm O bán kính R là nó sẽ bằng pi nhân R bình phương. Cái đúng chưa nào? Bây giờ anh đây tăng 1,2 lần. À, như là S sẽ bằng pi nhân cho gì? 1,2 R tất cả bình phương. Như vậy S này sẽ bằng 1,2 bình phương thì chúng ta sẽ bấm máy tính nào. 1,2 1,4 1,44. Chứng tỏ sau khi tăng thì nó sẽ là 1,44 pi R bình phương. Như vậy đây là S tăng này. Như vậy chúng ta chú ý là cái hệ số ở đây. Như vậy đó chính là câu gì? Câu C ha. Dễ không nè? Đối với những bạn giỏi thì những cái bài này nó quá dễ nha. Trong những bạn mà học lực khá trở xuống thì những bài đấy thì suy nghĩ một chút thôi, chỉ việc thuộc công thức là ok thôi ha. Câu số 10 nha. Số đo góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng chấm chấm số đo của hai cung bị chắn. Như vậy thì ở đây chúng ta được học rồi. Nếu như mà ở bên ngoài á thì bằng nửa gì? Nửa hiệu. Có đúng chưa nào? Còn nếu ở bên trong thì nửa tổng. Như vậy thì ở đây bên ngoài thì bằng là gì? Nửa hiệu. Như vậy đây chúng ta sẽ chọn là câu gì? Câu D này. Hai cung bị chắn em. Các em sẽ lấy cung lớn trừ cung nhỏ chia cho hai. Được chưa?
Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu số 11. Số 11 nha. Cho phương trình x trừ y bằng 1. Ha. Ở đây chúng ta ký hiệu đây chính là phương trình 1. Phương trình nào sau đây, phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với 1 để được một hệ phương trình bậc nhất có vô số nghiệm? Lưu ý là vô số nghiệm. Như vậy thì khi mà vô số nghiệm nghĩa là gì? Nghĩa là nó khi chúng ta ấy thì nghĩa là nó triệt tiêu hết. Các cái hệ số của nó triệt tiêu hết, nghĩa ra không x sẽ bằng 0 hoặc là không y bằng 0. Các em hiểu chưa nào? Thì các em nhìn nhanh thế nào. Ở đây các em A này, các em nhìn này. 2y sẽ bằng 2x trừ 2. Ở đây ta chia 2 hết thì y sẽ bằng là x trừ 1, nghĩa là chia 2 với chia 2. Thì ở đây chúng ta chuyển cái số 1 này qua bên đây và chuyển cái y ngược lại qua bên đây. Như vậy 1 qua bên đây thì nó qua được số 1 đây, x này, y. Như vậy ở đây nó sẽ viết lại x trừ y sẽ bằng 1. Thấy cái này giống cái này không? Giống y xì. Chắc chắn có nghĩa là đáp án A này. Đáp án B này, các em nhìn này, y bằng x cộng 1. Như vậy thì ở đây số 1 đi đại dương để đó, chuyển x này qua bên đây. Như vậy nó sẽ ra được âm x cộng y bằng 1. Các em thấy nó giống khác, chứng tỏ là cái này không thể nào mà vô số nghiệm được. Tương tự như C. C đây là ở đây chúng ta cũng chia cho 2 thì nó không thể ra bằng đây được. Như vậy C cũng loại này. D cũng vậy, chứng tỏ là cái đáp án A ở đây là chính xác này. Nghĩa là khi đó chúng ta kết hợp là gì? X trừ y bằng 1 với lại là 2y bằng 2x trừ 2. Thì khi đó nó sẽ ra cái dạng là 0x bằng 0. Thì cái này là vô số nghiệm này. Hiểu chưa? Đó. Ok. Hiểu. Bây giờ chúng ta nhìn lại một lần nữa cái mặt trắc nghiệm ở bên đây nha. Ở câu từ câu số 1 này. Thấy chưa? Cái đề dài lắm em ạ. Cũng có bài dễ mà cũng có bài khó, nó xen kẽ với nhau các em. Rồi chúng ta cứ bình tĩnh. Mà cái quan trọng ở đây á là các em phải chịu khó và bỏ thời gian ra để tìm hiểu. Thứ nhất là trên mạng, thứ hai là chúng ta mua sách nâng cao này nọ về chúng ta học. Chứ tại vì thầy bận quá, thầy cũng nói chung là nó cũng chừng mực nào đó chứ cũng không thể nào bao quát hết được tất cả các em ạ. Các em hiểu ý thầy nói không nào? Nên chúng ta cũng gọi là đừng ta dựa dẫm vào thầy quá, mà các em nghĩa là đặt niềm tin nhiều quá thì các em khi đó nó lại bị hụt hẫng, thì thầy không muốn như vậy. Mà ở đây á thầy nói các em là các em phải tự lực, nỗ lực cánh sinh. Thầy đã truyền lửa, truyền nhiệt cho các em rồi, truyền kiến thức cơ bản cho các em, thì cứ thế mà chúng ta phát triển lên. Chứ còn ở đây tại vì thầy phải đi dạy này, dạy thêm, rồi công việc nhà trường, công việc gia đình, công việc xã hội nó nhiều lắm em. Không thể nào mà thầy cứ ngồi ở trong phòng quay như này mà để quay hết tất cả các dạng toán, tất cả các dạng hóa cho các em được. Các em hiểu ý thầy nói đúng không nào? Mà bằng chính cái sự nỗ lực của các em, hạn chế chơi game lại, thậm chí là đừng có chơi. Nếu có chơi thì chơi một tí thôi, và hạn chế đi chơi lại, hạn chế tán gái lại, hạn chế đi ăn trà sữa lại, mà chúng ta phải tập trung vào việc học. Người ta bảo là gì? Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Cái bài của Đời Là Thế của Phú Lê, thầy cũng hay nghe. Nhưng mà cái câu đấy thầy thấy nó ý nghĩa. Thì chúng ta đi sang câu 12. Chắc trong clip này thầy chỉ làm tới cái bài 12 thôi. Clip sau thầy sẽ quay từ bài 13 cho tới bài 24. Clip nữa thầy sẽ quay phần tự luận. Như vậy nha. Chia ra như vậy để chúng ta dễ học, dễ hiểu. Được chưa nào? Cho hệ phương trình này. Đây các em. AX cộng 3Y bằng 4. X cộng BY bằng âm 2. Với giá trị nào của AB để hệ phương trình có cặp nghiệm? Ở đây là âm 1, 2. Thì cái bài này á, bắt buộc chúng ta phải giải thôi các em, chứ nhìn vào thì chúng ta không biết được đâu. Mà đây là cặp nghiệm, nghĩa là ở đây là tương ứng là x, là đây là y này, nghĩa là ở đây x sẽ bằng âm 1 và y sẽ bằng 2 này. Các em thế vào x và y thế vào đây. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì sau khi thế á, thì các em thấy là ở đây âm 1, nghĩa là ở đây là âm A này. 2 thế chỗ đây, 3 nhân 2 là bằng
6 này, không? Đây 4 này, đây x là âm 1 này, cộng y là 2b này, sẽ bằng âm 2 này. Như vậy tương đương ở đây là âm a thì chuyển 6 qua 4 trừ 6 này, không? 2b thì âm 2 đây chuyển qua thì thành cộng 1 ở đây. Như vậy tương đương ở đây là âm a sẽ bằng là 4 trừ 6 là bằng âm 2 này, 2b âm 2 trừ cho 1 cộng 1 bằng trừ 1 này. Như vậy a của chúng ta sẽ bằng 2 này, âm thì âm này là hết. Như vậy b chúng ta sẽ bằng âm 1 phần phần 2 đó, vậy thôi. Như vậy thì chúng ta có a bằng 2 và b bằng âm 1 phần 2. Như vậy thì ở đây đó chính là cái đáp án C, thấy chưa? Đây kia bài giải này. Khổ trước sân sau thế mới giàu đó, tình nghĩa anh em có thể bền lâu. Thầy cũng không thuộc, biết cái giai điệu thôi, được chưa? Ok, con dê dê tê tê bê bê gì đấy. Rồi quay luôn cái bài 13, 14, 15, 16 rồi tiếp tục làm đi nha. Thầy có việc, với lại ngồi màn hình mà xem nhiều nó không đau đầu nghe, đau đầu lắm. Vào ngày mai thầy sẽ up clip thứ hai, chờ đợi là hạnh phúc em ạ. Rồi 23 thấy chưa, 24 đi, 24 với tự luận đấy. Tự luận này làm luôn đây nha. Ok, bye bye các em nha. Nhớ like, comment tích cực và chia sẻ bài giảng với thầy. Ok, nhấn vào cái chuông nha. Rồi.